Như vậy tôi tiếp tục thực hiện lại hình vẽ thứ hai theo một cách khác. Và lúc này chúng ta đã CSS lại Related Layout thành trường hợp thứ tư. Như vậy trong main activity chúng ta cũng đến với activity related layout 04. Và trong related 04 lúc này chúng ta chưa thay đổi gì so với trường hợp thứ ba. Trước khi chúng ta bắt đầu thay đổi thì chúng ta hãy thử quan sát xem trong các bút tông này thì chúng ta chọn bút tông nào làm bút tông điều khiển chính. Có nghĩa rằng các bút tông còn lại sẽ phải phụ thuộc vào một bút tông mà chúng ta chọn. Và rõ ràng chúng ta thấy đó chính là bút tông green. Bởi vì green nó sẽ nằm ở chính giữa so với chiều dọc của màn hình. Sau đó yellow nằm ở bên trái green, blue cũng nằm bên trái green. Và tiếp tục các bút tông còn lại nó sẽ phụ thuộc vào các bút tông con phụ thuộc của bút tông green. Như vậy tôi không sử dụng đến bút tông red nữa, mà chúng ta sử dụng bút tông green. Do đó chúng ta tìm đến vị trí của bút tông green. Và ở đây, phần below, phần to right up, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Và khi chúng ta bỏ, phần giao diện sẽ có thay đổi. Tuy nhiên chúng ta khoan quan tâm, chúng ta cứ lần lượt điều chỉnh lại các giá trị cho nó phù hợp. Sau khi tôi điều chỉnh lại cho bút tông green rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bút tông yellow. Thì đối với hình vẽ, yellow nằm ở bên trên bút tông green và nằm ở bên trái. Như vậy ở phía trên thì không sử dụng below nữa, mà chúng ta gọi đến above, nằm bên trên này và nằm bên trên bút tông green. Tiếp tục nó nằm về bên trái của bút tông green. Do đó tôi sẽ không gọi đến to right up, mà chúng ta sẽ gọi đến thuộc tính là to left up của bút tông green. Như vậy chúng ta thấy phần giao diện chưa có sự điều chỉnh gì cả. Chúng ta cứ thực hiện tiếp. Tôi copy nội dung này đem lên phía trên và thay cho bút tông orange. Và chúng ta xem orange nó sẽ nằm phía trên yellow và nằm bên trái yellow. Nằm phía trên yellow thì oppo lúc này sẽ là bút tông yellow, và nằm bên trái cũng thay vào yellow. Tiếp tục chúng ta có bút tông red, và bút tông red thì nó sẽ nằm ở trên orange và bên trái orange. Do đó chúng ta tiếp tục copy nội dung này, chúng ta thay vào đây. Nằm bên trên orange và nằm bên trái orange. Xem lại phần giao diện, các bạn thấy cũng chưa có sự điều chỉnh gì cả. Tôi tiếp tục kiểm tra lại. Related layout của chúng ta tạm thời bỏ đi phần gravity. Green của chúng ta đã nằm sát màn hình rồi. Tôi cho nút green nằm ở chính giữa so với chiều dọc. Như vậy, bút tông green nằm ở giữa so với chiều dọc. Ở giữa là center, so với chiều nào, chiều dọc là vertical và nó bằng true. Green đã nằm giữa. Tiếp tục chúng ta thấy bút tông yellow nằm ở trên, nằm bên trái cũng chính xác. Nằm ở trên, nằm bên trái yellow cũng chính xác. Nằm ở trên, nằm bên trái orange cũng chính xác. Như vậy tôi tiếp tục kiểm tra lại. Đối với bút tông blue, bút tông blue tôi quan sát hình vẽ thì nó nằm ở phía dưới và nằm bên trái của green. Như vậy nằm phía dưới là below, ở bên trái chính xác. Tiếp tục bút tông blue nằm ở phía dưới green và nằm ở bên trái. Indigo thì nằm ở phía dưới của blue và ở bên trái của blue cũng chính xác. Như vậy tại sao chúng ta chưa được phần giao diện như ý mà chúng ta muốn? Bây giờ đối với bút tông green, tôi kiểm tra lại. Center vertical là true rồi. Tôi cho nó nằm ở bên phải so với phần related layout. Ở bên phải thì chúng ta gọi đến align parent right true. Thì như vậy
khi nó nằm về bên phải thì lập tức các nút còn lại nó sẽ bị kéo theo. Và lúc này các bạn đã thấy rõ sự phụ thuộc giữa các bút tông còn lại so với bút tông rin. Tuy nhiên chúng ta quan sát một điều, đó là toàn bộ các bút tông này chưa nằm ở vị trí chính giữa so với chiều rộng. Nó chỉ mới nằm ở vị trí chính giữa so với chiều dọc thôi, còn chiều rộng thì chưa có. Do đó để nằm ở chính giữa so với chiều rộng thì tôi điều chỉnh ở đây. Chúng ta thử sử dụng thuộc tính gravity và tôi gọi center horizontal. Và các bạn thấy phần giao diện của chúng ta cũng hiển thị chính xác. Bây giờ tôi thử thực thi lại xem nó có hiển thị đúng trên máy ảo của chúng ta hay không. Chúng ta sẽ bật máy ảo Training Motion của chúng ta lên. Và các bạn thấy phần giao diện cũng hiển thị đúng. Và đối với Reality Layout ở trường hợp 04, các bút tông sẽ phụ thuộc vào bút tông Rin. Còn trong trường hợp Activity Reality Layout 03 thì các bút tông của chúng ta sẽ phụ thuộc vào bút tông Red. Như vậy các bạn thấy đối với một layout nào đó thì chúng ta có nhiều cách để thực hiện layout đó. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng Reality Layout thì tốt nhất chúng ta nên chọn được một bút tông và bút tông này có tác dụng là điều hướng và định vị trí cho các bút tông còn lại. Và rõ ràng các bạn thấy qua hai trường hợp, trường hợp 03 thì các bút tông của chúng ta phụ thuộc vào bút tông Red, trường hợp 04 thì các bút tông của chúng ta phụ thuộc vào bút tông Rin. Và khi các bút tông này nó phụ thuộc vào một bút tông duy nhất thì sau này việc điều chỉnh giao diện của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Và ở những chương học sau khi chúng ta xây dựng các ứng dụng thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đối với việc xây dựng các layout. Và qua video này chúng ta cần nắm được đó là đối với một giao diện thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cách để tạo được giao diện đó. Một bạn có thể sử dụng cách này, một bạn có thể sử dụng cách kia. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thì chúng ta vẫn phải xây dựng được giao diện đúng như yêu cầu mà bài tập họ đã đưa ra. Trong video sau thì chúng ta tiếp tục thực hiện các bài tập về Reality Layout.